quan trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời danh. Người thì lao đao, còn người kia trông xanh giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay đâu ai hay làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục chân gian. Mà sao ta cứ hơn thua chân tay, cứ loanh quanh chư tiền như con thuyền lặng giữa biển khơi. Ai ơi, sống ở trên đời đừng nên chua chát với người với ta. Sống xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không hận thù, thì buồn vui sướng khó như chiêu mây vào thu.